Hi, xin chào tất cả bạn. Hôm nay mình xin mang đến cho bạn một clip review về mẫu Ultraman Figure Rise Standard B-Tip. Và đây chính là thành phẩm của mình sau khi được hoàn thành nha các bạn. Như các bạn đã biết về con này là nó được dựa trên mấy bộ phim Ultraman và được Bandai thiết kế lại theo kiểu cơ khí hơn, như kiểu robot vậy. Đây chính là thành phẩm sau khi mình ráp, cực kỳ đẹp luôn. Và tuy nhiên khi mà ráp con này, mấy phần đỏ này thì các bạn không để lộ rẻ nha. Tuy nhiên khi mà ráp cái phần, cắt mấy cái phần màu xám này nè, kiểu như gần giống như một kim loại màu xám vậy, nó sẽ để lại rẻ màu trắng. Các bạn có thể dùng bút cây marker màu xám để sơn lên để che lại. Và một số chỗ thì chúng ta khi gắn vào nó sẽ che hết phần rẻ luôn, rất là tiện lợi. Đây chính là mình sẽ minh họa mà khi mà các bạn cắt nó sẽ bị chóc sơn nha, vì Bandai sơn kiểu như sơn phủ lên cái phần màu trắng nữa, khi bạn cắt ra nó sẽ để lại cái dệt trắng như này, không được đẹp lắm. Để có thể che lại như mình đã nói thì các bạn lấy một cây bút marker màu xám, các bạn tô lên để che lại để tránh. Còn về phần sticker dán thì chúng ta sẽ có hai bên đầu như thế này, mấy cái miếng nè. Đó, cái phần màu đỏ, đặc biệt phần màu xám ngay chỗ tai này, phần này còn cái phần màu đỏ ngoài này là cái bắt nha, phần chỗ tai này cũng vậy, và chỗ cái tai này hai cái phần màu đỏ hai bên, đây hai bên, nó cũng là sticker dán nha. Và như các bạn đã biết là hạn chế của việc dán sticker dán đó chính là các bạn để lâu ngày, qua vài tháng hoặc sang năm thì nó sẽ có hiện tượng bị bong tróc. Để đẹp hơn thì mình khuyên các bạn là nên sơn luôn nha. Ai mà biết sơn các bạn nên sơn cho đẹp lên nha. Còn mình thì mình chỉ dán thôi vì mình vẫn đang tập sơn. Còn về khớp thì trước tiên đầu có thể gập lên, gập xuống được như đây, xoay quanh được 360 độ. Chỗ cái đầu này là không phải là một copy nha các bạn, nó chỉ là một cái khớp thẳng, các bạn cứ việc gắn vào thôi. Còn về tay thì có thể xoay quanh được 360 độ. Chỗ này chúng ta có thể xoay quanh được hầu như là 360 độ. Còn về phần tay như thế này, khi bạn gập lên, đây chính là như đây là được thôi, một góc như đây thôi, vì nó đã bị vướng như thế này. Cổ tay thì 360 độ, ngon lành. Về phần thân thì các bạn không thể xoay được 360 độ nha, vì nó đã cố định khi mà các bạn lắp vào, do chính vì vướng hai cái này cộng thêm việc cố định thêm nên nó sẽ không thể di chuyển được phần thân nha. Còn về phần chân, cú đá về phía trước, đây là một copy luôn nha. Đây, nó đã bị vướng, nó chỉ cử động được như đây thôi. Cổ chân cũng là một copy luôn, cũng cử động được như đây. Phần cổ chân các bạn, cái phần này các bạn có thể đẩy lên, gập xuống. Chỗ này cũng là sticker dán các bạn, hai bên cái phần màu đỏ. Nhưng mà nó nói dán cái này nó có hạn chế là nó dễ bị bong tróc lắm. Phần đầu gối cũng là một copy, tuy nhiên xoay thì cũng xoay được ít thôi. Do cái khớp này giống nhau nên mình sẽ không làm hai bên nha, mình chỉ làm một bên cho bạn dễ tham khảo thôi. Về phần khớp vai thì chúng ta có thể đưa lên được như đây, gập xuống. Về cái con ráp, khi mà ráp con này chúng ta sẽ có được một cái bay trong suốt như thế này. Cái chốt này các bạn có thể thấy lắp vào đây cho nó đứng, và chúng ta sẽ có được một cái bàn tay cầm súng, chỉ có một bàn tay cầm súng thôi, và đây chính là cái súng của nó. Tay cũng là một miếng để canh dán màu đỏ dán vào. Phần súng này thì màu hình như là màu đen xám, cũng đen chưa, kiểu như là màu không đen lắm, nói chung là mình gọi là đen xám đi nha. Và chúng ta sẽ có được hai cái bàn tay sàn như thế này. Và như các bạn đã biết, các bạn có thấy hai cái lỗ bên trong bàn tay không, nó dùng để gắn cho cái mà hiệu ứng kiểu như tung mấy cái quả phi tiêu năng lượng như thế này. Bandai sẽ cho chúng ta là hai cái nha,
cho hai bên, và để gắn vào mình sẽ thao tác cho các bạn rất đơn giản. Các bạn thấy cái chốt không? Các bạn được gắn vào cái lỗ đó, thế là xong. Tuy nhiên khi mà gắn vào thì nó không được sâu lắm vì nó đã bị vướng cái phần này nè, cái phần hình này nè. Đó, chúng ta chỉ được một khoảng nhỏ như thế này thôi, lắp vào thế là xong, như kiểu là ném năng lượng ra vậy. Hai bên, hai cái bàn tay, và đặc biệt hơn cái phần tay này các bạn có thể thay thế thành nhiều mẫu khác nhau. Đây chính là cái gọi là cái nguyên mẫu của nó khi mà ráp con này. Còn khi mà để dùng những trong phim thì các bạn đã biết, thường các bạn coi phim là các bạn biết mà dạng như là Ultraman nó gần hết năng lượng mà nó bật anti để tiêu diệt con quái một lần luôn á. Chúng ta sẽ dùng đến cái phần này nè, hai cái bàn tay mà nó sẽ có hai cái chốt này. Chó này mình chưa dán, mình lười dán quá. Đấy, các bạn thấy cái chốt không? Chúng ta sẽ gắn cái mà hiệu ứng bắn ra như thế này, và mình sẽ lắp thử cho bạn xem nha. Phần này cũng chính là cái phần beam, hiệu ứng beam phía sau khi mà chiến đấu. Nếu mà các bạn có coi tập 1 á, thì nó sẽ sử dụng cái này để đánh với mấy con quái vật, để đánh thêm một cái thằng Ultraman gì tên là gì, Bemula, các bạn có thể thay vô dễ dàng đấy. Sẽ lắp vào, nó sẽ có một hai cái chốt này gắn vào bên trong, một hai cái chốt trên. Và đây chính là cái hiệu ứng khi mà bắn nó ra như thế này, bật anti cuối cùng tiêu diệt quái thú. Cái này hình như mình cũng coi phim, cái gói này gọi hình như là gì mà Specialium Cose, đúng rồi, Cose là kiểu như chiêu cuối cùng của Ultraman khi mà gần hết năng lượng. Đây chính là nó sẽ cho chúng ta hai bên nha, một hai. Và đặc biệt như cái beam hồi nãy bạn nói, chúng ta có thể thấy ở giữa nó sẽ cho có một cái chốt lực nhỏ như thế này. Với việc đơn giản lắp vào, lắp vào cái khe giữa nè, thế là xong cái phần này. Và đây cũng là cái sticker dán nha, phần màu đỏ nó đây, cực kỳ bá đạo luôn. Thì nó cho chúng ta là hai bên, các bạn muốn dùng tay nào cũng được hết trơn á, tùy các bạn. Và điểm đặc biệt hơn, con này là nó có led nha các bạn, led chỗ phần ngực và phần mắt, kiểu như nó sẽ có một cái bắt trong suốt phần này khiến bạn gắn cái bộ phận led vô, nó sẽ sáng từ đây tới con mắt luôn. Nó là một ly trong, kiểu như cái màu trong xuống như thế này nên ánh sáng có thể đi xuyên được và nó sẽ hiện ra. Và mình sẽ hướng dẫn bạn cách mở led nhé. Đầu tiên phần đằng sau nè, các bạn mở ra, do Bandai nó có muốn làm cho chúng ta kiểu dễ thao tác nên phần này nó làm hơi bị lỏng. Hai cái chốt này gắn vô hai cái ốp hai bên. Phần này mình đã đi decal xong hết trơn, line xong hết trơn, gần giống như cái phần đằng sau này, gần giống như một cái cột sống cơ khí của nó vậy, cực kỳ đẹp nhưng mà hơi bị lỏng, đó là điều tất nhiên rồi. Để mình sẽ cho bạn coi cái led ở đâu nha. Phần này các bạn mở ra luôn, chốt này đây, đây chính là cái bộ phận mà trong suốt mình đã nói để cho con đèn, đây chính là cái led của nó. Đây,
cái led của nó này các bạn. 1 2 chỗ này là ngay chỗ trước ngực. Còn cái này là phần đầu, lắp vào khá đơn giản, lắp vào vậy thôi. Còn đây đóng lắp lại. À, đây chính là cái lỗ mình ấn nút để cho nó đèn phát sáng. Và mình sẽ thao tác cho bạn dễ hiểu. Bandai cho chúng ta một cái bắt như thế này nè. Phần này thì các bạn để lấy pin ra và lại pin sử dụng. Các bạn bắt buộc phải sử dụng lại pin này cho mình nha. Đó chính là lại pin mà LR41 á. Còn LR mà kiểu như 43 hay 44 vậy á, nó sẽ kích thước nó to quá, nó sẽ không vừa chỗ cái bộ phận led đó. Bắt buộc các bạn phải mua này. Pin này cũng khá là rẻ thôi, tầm mười mấy ngàn à. Mình xài hai cái cho con này. Con này thì xài hai cục nha. Và đặc biệt thường mấy con BG Gundam nó cũng xài cục này gắn vô cho led của nó. Đây. Thấy các bạn thấy cái đầu tròn không? Đầu tiên là ấn vào cái. Đó. Tại này mình ấn nhẹ các bạn phải ấn mạnh xíu nha. Đây chính là cái phần đèn sáng trước ngực và con mắt của nó. Cực kỳ đẹp luôn. Phần sau cổ này nó sẽ phát sáng ra để chuyển thành màu đỏ kiểu như hết năng lượng mình ấn này. Cái phần này đây. Các bạn phải ấn mạnh nha. Do cái phần này nó hơi mềm, mình ấn hơi nhẹ nên nó không chỉ màu được. Còn đây chính là phần màu đỏ khi gần hết năng lượng. Con mắt nó vẫn phát sáng. Nó sẽ có hai màu là màu xanh dương và màu xanh màu đỏ. Màu đỏ gần hết năng lượng, còn màu xanh kia kiểu như năng lượng đầy. Còn để tắt thì các bạn giữ cố định trong mấy giây. Đó, nó sẽ tắt theo. Giữ lâu xíu nha, nó sẽ tắt. Do cái này các bạn phải ấn mạnh nó mới lên điện nha. Tại cái phần này hình như là mình khi nó có dặn ốc nữa nha các bạn. Dặn ốc các bạn phải dặn thật chặt nha. Còn các bạn dặn lỏng là nó sẽ khó khi là nó không lên điện á. Thế là xong. Thao tác rất đơn giản, bạn chỉ việc lắp vào thôi. Xong, còn Ultraman dạng B-chip. Và clip tiếp theo mình sẽ cố gắng hoàn thiện sớm anh 7 nha các bạn. Ultraman mà dạng MV 7.5 á. Cảm ơn các bạn đã xem clip review mẫu Ultraman Fitgale Fry Stand Up dạng B-chip. Đón chờ những clip tiếp theo nha. Like và share và subscribe cho kênh channel của mình ngày càng lớn mạnh nhé. Cảm ơn các bạn và chào tạm biệt. Bye bye.